Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Phởi Nhạ Vông, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Kham Phan Phởi Nhạ Vông vui mừng chúc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đồng chí đánh giá cao kết quả của hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai đảng vừa được tổ chức thành công với chủ đề những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào. Đồng chí nhấn mạnh, vừa qua, hai bên cũng đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai ban, kết quả của hội đàm với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan lý luận của Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và kế hoạch hợp tác giữa hai ban, nhất là về công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu biên soạn tư tưởng Cây sỏn Phôm Vi Hẳn, việc biên soạn và xuất bản cuốn sách về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Chào mừng đồng chí Kham Phan Phởi Nhạ Vông sang thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ban tuyên giáo cũng như kết quả hội đàm đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam-Lào, đồng thời đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận, tư tưởng, xây dựng đường lối là nhân tố quyết định hàng đầu đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Như Lenin đã từng nói, không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng. Chỉ Đảng nào có một lý luận tiền phong, hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong. Tổng Bí thư cho rằng lý luận gắn bó với tư tưởng, thực tiễn và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Từ lý luận và thực tiễn của mình, Việt Nam đã xây dựng cương lĩnh để từ đó xây dựng đường lối trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư hoan nghênh hợp tác giữa hai đảng, hai nước về vấn đề này và đánh giá cao Lào đã có chủ trương trong việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng cương lĩnh, đặc biệt tin tưởng với những kinh nghiệm quý báu về lý luận và thực tiễn, Lào sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, trưa ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ để dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo. Quan hệ ASEAN-EU được thiết lập năm 1977 và nâng lên thành đối tác chiến lược năm 2020. Sau 45 năm quan hệ hai bên tiến triển và bao trùm trên nhiều lĩnh vực, đây là lần đầu tiên ASEAN và EU tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa hai bên với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên. Chuyến công tác tham dự hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với hàng loạt hoạt động đa phương, song phương, Việt Nam khẳng định vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Việt Nam trong ASEAN góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU và quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên EU. Trong chương trình công tác cùng với dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo EU và các lãnh đạo nhiều nước EU và ASEAN. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Bỉ, có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Bỉ, làm việc với các tập đoàn kinh tế của Bỉ và dành thời gian gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại đây. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18. Trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, thông qua đề xuất điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, đề xuất bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, nguồn chi thường xuyên năm 2022 và xem xét quyết định về việc lấy ý kiến nhân dân đối với luật đất đai sửa đổi.
Đóng góp vào nội dung dự thảo nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đa số ý kiến đề nghị kéo dài thời gian từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3, thay vì chỉ từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2, theo đề xuất của Chính phủ, để người dân có nhiều thời gian đóng góp. Khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân, bên cạnh việc xác định đúng và rõ đối tượng cùng nội dung lấy ý kiến, vấn đề tổng hợp ý kiến cũng nhận được sự quan tâm của nhiều thành viên Thường vụ Quốc hội. Theo đó, ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi và báo cáo Quốc hội. Tôi nói riêng cái quá trình này cũng phải có cái sự giám sát. Thế có khi là người ta góp những cái rất sát thì anh lại trả tổng hợp. Rồi anh lại tổng hợp những cái nó khác đi. Thế quá trình này nên làm sao? Làm thế nào để không xảy ra cái tình trạng đấy? Và nếu mà có chuyện đấy xảy ra thì giải quyết thế nào chỗ này? Tránh cái hình thức. Làm cho có, như gọi là có lấy ý kiến rồi. Cái quan trọng mà cần thiết đấy là cái kết quả lấy ý kiến. Theo đó thì kết quả lấy ý kiến vừa gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, gửi về Chính phủ đấy, để tổng hợp báo cáo, nhưng mà kênh khác cũng phải gửi về Quốc hội nữa để chúng ta có một cái chủ động nắm và xem xét trong quá trình mà chúng ta thẩm tra rồi hoàn thiện cái dự thảo luật này. Thì cái vấn đề là làm sao mà cái dòng thông tin từ cái điểm thông tin ban đầu, tức là những cái hội nghị, hội thảo của nhân dân ấy, để cuối cùng tiếp thu đến những cái điểm nhận cuối cùng là nó được chắt lọc cái khoa học, thì cái này là phải tính rất kỹ. Như vậy là cái nội dung đưa ra này, rồi cái khung để bàn này, rồi cái cách thức để tổng hợp có lẽ là phải được văn bản hóa, hướng dẫn rất cụ thể để có một cái sự đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống thực hiện. Để rồi tất cả mọi người cùng làm theo một cái quy trình như thế, và có người tức là giám sát cẩn thận thì nó mới không lọt được. Mình rất tôn trọng và mình khuyến khích, bởi không chỉ việc cái luật này, nó còn rất nhiều luật sau nữa. Thế nhưng mà về sau cử tri rồi nhân dân người ta bảo thôi lần trước góp ý mãi chả thấy phản hồi gì cả, và thôi lần này thôi chả nói nữa. Để bảo đảm việc lấy ý kiến nhân dân được hiệu quả, một số thành viên Thường vụ Quốc hội cho rằng có thể tổ chức hội nghị quán triệt để tuyên truyền rõ những nội dung chủ trương lớn cho người dân trước khi tổ chức lấy ý kiến. Bên cạnh đó, huy động lực lượng báo cáo viên từ các cơ quan chuyên trách địa phương để giúp người dân nắm rõ các nội dung cần lấy ý kiến để công tác này thực sự hiệu quả, thực chất. Chiều nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn lực lượng đã chủ động tuyên truyền, chia sẻ các hình ảnh hoạt động về đại hội, có nhiều công trình phần việc sáng tạo, hiệu quả, góp phần chào mừng đại hội như công trình thanh niên cẩm nang hợp quốc tế, ứng dụng xuất nhập cảnh Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các đại biểu trong lực lượng Công an Nhân dân tham dự đại hội sẽ tích cực chủ động nghiên cứu, đóng góp tâm huyết trí tuệ vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện của đại hội, thể hiện được trí tuệ và màu sắc riêng của thanh niên Công an Nhân dân.